Tại Đồng Tháp, khởi tố 3 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng hơn 300 tỷ đồng. Chuyên mục nóng trên mặt báo với góc nhìn, câu khẩu hiệu đã uống rượu bia thì không lái xe, nhiều khả năng sẽ thành luật. Phẫu thuật thành công ca bệnh có toàn bộ phụ tạng đều nằm ngược ở Đồng Nai. Đại gia bí ẩn mua chiếc đồng hồ giá 750 tỷ đồng. Quý vị đang theo dõi 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chúng tôi là Trinh Trà và Xuân Nghĩa. Rất vui vì được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình. Thưa quý vị, một thông tin rất đáng chú ý là dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp tới đây. Quốc hội không đưa ra nhiều phương án mà chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế để trình thông qua. Vấn đề này đang nhận được sự quan tâm của dư luận và sẽ được chúng tôi đề cập cụ thể trong chương trình hôm nay. Bên cạnh đó là những câu chuyện đáng quan tâm khác đã được chúng tôi cập nhật, chọn lọc chuyển đến quý vị. Và như thường lệ, mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua trong phần tin nóng. Ngày 22 tháng 5, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an hai tỉnh Kon Tum, Gia Lai phá án triệt xóa đường dây mua bán sử dụng trái phép vật liệu nổ từ các tỉnh Kon Tum, Gia Lai về thị xã Nghi Sơn tiêu thụ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ 13 đối tượng trong đường dây này. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 272,92 kg vật liệu nổ, hơn 44 mét dây cháy chậm, 200 kíp nổ cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Trong số 13 đối tượng này, Nguyễn Thị Ngọc, Huỳnh Thị Tý và Nguyễn Minh Viễn là các đầu nậu ở tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng: Nguyễn Thị Ngọc, Huỳnh Thị Túy, Nguyễn Minh Viễn, Nguyễn Thị Hồng, Hoàng Thị Thủy và Trần Thị Phương, đồng thời bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Mới đây, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc gồm Nguyễn Tấn Công, 36 tuổi, Nguyễn Thanh Xuân, 38 tuổi và Đặng Ngọc Hiếu, 34 tuổi. Tiến hành khám xét, bước đầu cơ quan công an tạm giữ khoảng 500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 16 tháng 4 năm 2024 đến ngày 20 tháng 5 năm 2024. Bước đầu, ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc qua đường dây này là khoảng hơn 200 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong thời gian từ ngày 16 tháng 4 năm 2024 đến khi bị bắt, có hàng chục ngàn lượt người chơi cá cược với tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong tài khoản là hơn 40 tỷ đồng. Hiện chuyên án được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng truy bắt các đối tượng có liên quan. Ngày 23 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 bị can cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 300 tỷ đồng. Các bị can bị bắt giam gồm Dương Quốc Quân, 27 tuổi, Dương Triệu Phú, em ruột của Quân, 20 tuổi và Tiêu Thái Hưng, cậu vợ của Quân, 31 tuổi để điều tra về hành vi đánh bạc qua mạng. Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, 18 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Qua điều tra, Dương Quốc Quân khai nhận vào giữa năm 2022 phát hiện kẽ hở của các trang web đánh bạc trực tuyến trái phép là dù thắng hay thua đều có hoa hồng, nên Quân bắt đầu đăng ký rất nhiều tài khoản, nạp tiền để tham gia đánh bạc. Sau đó, Quân lôi kéo, hướng dẫn những người khác cùng tham gia cá độ có lúc lên đến hơn 30 trận bóng. Số tiền cá cược lên đến 400 triệu đồng mỗi ngày. Sao kê tài khoản ngân hàng của Quân có tổng số tiền giao dịch trên 140 tỷ đồng. Từ tháng 9 năm 2022 đến nay, tổng số tiền dùng để giao dịch liên quan đến đánh bạc lên đến trên 300 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng 23 tháng 5, ông Trần Trung Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận nhiều người chứng kiến hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển địa phương này vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 là thông tin chính xác. Theo ông Thông, thời điểm vòi rồng di chuyển khu vực biển gần bờ ở xã Vạn Hưng, thủy triều đang rút, sức gió của vòi rồng làm rung lắc nhiều tàu. Theo một số cư dân, sau khi vòi rồng đi qua, nhiều tàu thuyền bị lật úp, nước tràn vào buồng máy, hư hỏng nặng. Một số thuyền thúng bị đánh bay khá xa. Được biết, cách đây 2 năm cũng xuất hiện vòi rồng trên vùng biển địa phương này. Tiếp nối chương trình, xin được chia sẻ góc nhìn đáng quan tâm về việc cấm tuyệt đối hay không tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế.
Mời quý vị cùng theo dõi trong chuyên mục Nóng trên mặt báo hôm nay. Cấm tuyệt đối hay không tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế là một trong những vấn đề rất được dư luận nhân dân quan tâm trong dự luật Luật Giao thông đường bộ dự kiến trình Quốc hội thảo luận thông qua trong kỳ họp tới đây. Quan tâm vì nội dung này có tác động trực tiếp, gián tiếp đến không chỉ sức khỏe, tính mạng mà còn cả với túi tiền của rất nhiều người, nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội. Đây cũng là lý do khiến nội dung này thời gian qua có rất nhiều ý kiến khác nhau từ người dân cho đến đại biểu Quốc hội, các cơ quan chức năng có liên quan. Đây cũng là một nội dung luật tốn rất nhiều công sức, giấy mực khi trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cùng cơ quan soạn thảo đã cẩn thận, kỹ lưỡng trong việc nghiên cứu ý kiến đại biểu Quốc hội, đồng thời tổ chức lại rất nhiều hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia và trao đổi cụ thể để chính phủ nghiên cứu. Trong quá trình tiếp thu các phương án, Thường trực Ủy ban cũng tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thiết kế các phương án quy định ngưỡng hoặc cấm tuyệt đối để xin ý kiến các cơ quan, đặc biệt xin ý kiến các đại biểu chuyên trách, các đoàn đại biểu Quốc hội. Tóm lại là các cơ quan chức năng đã rất cẩn thận, cân nhắc, suy tính thiệt hơn trước khi đi đến quyết định, như lời ông Trịnh Xuân An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, thì khi trình dự án Luật Giao thông đường bộ ra Quốc hội trong kỳ họp tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đưa ra nhiều phương án mà chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế để trình thảo luận thông qua. Điều này có nghĩa là tới đây, khi thảo luận nội dung này, Quốc hội không phải chọn phương án mà chỉ thông qua hoặc khoảng chưa thông qua mà thôi. Và nếu như không có gì thay đổi thì nhiều khả năng đã uống rượu bia thì không lái xe sẽ không còn đơn thuần là một câu khẩu hiệu của ngành giao thông như lâu nay nữa, mà sẽ chính thức trở thành luật. Dĩ nhiên, một nội dung rất lớn có tác động đến số đông con người và ngành nghề như cấm hay không cấm tuyệt đối nồng độ cồn sẽ khó mà làm hài lòng tất cả mọi người khi thành luật. Tất nhiên, cấm tuyệt đối nồng độ, chúng ta sẽ buộc phải hy sinh đánh đổi một số lợi ích kinh tế nhất định khi làm giảm sức tiêu thụ đồ uống có cồn, từ đó làm ảnh hưởng nhất định các hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, cung ứng, tiêu thụ rượu bia của nước ta, dẫn đến doanh thu trong lĩnh vực này giảm sút trong thời gian qua. Vâng. Nhưng mà bù lại, nói như chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới là phương án này đã được thực tiễn kiểm nghiệm phát huy kết quả tốt. Số vụ tai nạn liên quan đến rượu bia giảm, nghĩa là vẫn không có lợi ích nào quan trọng hơn lợi ích bảo vệ sức khỏe và tính mạng con người, thưa quý vị. Thưa quý vị, Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết sau khoảng 1 giờ thực hiện ca phẫu thuật, ekip các bác sĩ khoa ngoại đã xử lý thành công ca đau ruột thừa phức tạp. Đặc biệt, bệnh nhân bị bẩm sinh toàn bộ phủ tạng như tim, gan, dạ dày đều nằm đảo ngược bên so với người bình thường. Theo đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 5, bệnh nhân Nguyễn Minh Dê, 33 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc nhập viện trong tình trạng sốt và đau dữ dội ở vùng bụng hố chậu trái. Sau khi thăm khám và làm các chỉ định cận lâm sàng cần thiết, có chụp CT ổ bụng, sau khi hội chẩn xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, đảo ngược phụ tạng, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa. Khi vào ổ bụng thấy bệnh nhân có tình trạng đảo ngược phụ tạng hoàn toàn, tức là các tạng của bệnh nhân nằm ở vị trí soi gương so với bình thường, dạ dày nằm bên phải, gan và ruột thừa nằm bên trái, ruột thừa viêm mủ nằm quặt ngược sau manh tràng gây khó khăn hơn trong phẫu thuật. Bệnh nhân này rất là may là bệnh nhân này cũng đã biết cái tình trạng của mình là có cái đảo ngược phủ tạng, là một tình trạng rất là hiếm, gần như là một triệu người mới có một người mới bị vậy, mà bây giờ anh cũng bị đau bụng nữa, xong thì qua quá trình thăm khám thì có phải bệnh sử anh là đau, nó giống như ruột thừa nhưng mà nó chỉ là bị ngược bên thôi, đó, xong mới cho quá trình còn đi chụp phim cái những cận lâm sàng cần thiết thì em đã chẩn đoán xác định và tiến hành mổ cấp cứu anh trong vòng ngay sáng ngày đó luôn. Tình trạng thì là mổ nội soi cho anh, quá trình diễn ra cũng khá thuận lợi. Nội soi hiện tại mới là khoảng 2 tiếng sau mổ thì bệnh nhân cũng tình khá tốt. Tình trạng của bệnh nhân là tình trạng hiếm gặp vì tỷ lệ đảo ngược phủ tạng là rất thấp với tỷ lệ 1 trên 10.000. Đặc biệt là bệnh nhân này bị đảo ngược phủ tạng toàn bộ nên càng hiếm gặp. Theo ghi nhận của Y văn Việt Nam, mới có một bệnh nhân ở Cao Bằng và một bệnh nhân ở Phú Thọ được báo cáo ghi nhận về tình trạng này.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây bác sĩ Phạm Minh Huy, khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân TQT, tên đọc tắt 31 tuổi, quê Bình Thuận, bị hội chứng ly giải cơ vân, tức là sốc nhiệt, phải lọc thận cấp do vận động nặng khi chạy marathon đã có những chuyển biến tích cực. Trước đó, vào lúc 17 giờ 54 phút ngày 19 tháng 5, bệnh nhân T nhập khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng lơ mơ, bứt rứt, có cơn co giật, tự thở oxy qua mát và tiểu nước có màu nâu sẫm. Sau khi khai thác tiền sử và hội chẩn, bệnh nhân được chuyển nhập điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Bước đầu bệnh nhân được xử trí bù dịch, kiềm hóa nước tiểu, thuốc chống co giật và cho lọc thận chậm CRRT, siêu lọc máu liên tục. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, không còn co giật, tự ăn uống được, sinh hiệu ổn, mạch khoảng 60 lần trên một phút, huyết áp 110/70. Tuy nhiên, chức năng thận của bệnh nhân chưa hồi phục, vẫn đang được lọc thận CRRT. Bệnh nhân sẽ được theo dõi trong 2-3 ngày tới để chức năng thận được ổn hơn và ngưng chạy thận, sau đó chuyển đến khoa nội thận để tiếp tục theo dõi trước khi xuất viện. Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo khi mọi người tập thể dục, rèn luyện sức khỏe, lưu ý nên tập luyện từ từ rồi tăng dần với cường độ, không nên làm quá sức ngay một lúc. Đặc biệt ở thời tiết nắng nóng sẽ rất dễ bị suy kiệt nếu cơ thể vận động kéo dài và ở cường độ cao. Còn bây giờ chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cần Giờ là huyện vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều hoạt động nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ. Trong đó phải kể đến mô hình nuôi hàu và cá lồng bè trên mặt nước. Nhờ vậy mà nhiều hộ dân ăn nên làm ra, có thể nhân rộng để phát triển kinh tế địa phương. Trên các con sông ở xã Long Hòa, xã Thành An, huyện Cần Giờ có rất nhiều dàn nuôi hàu nằm nổi ở trên sông. Nuôi hàu cho lợi nhuận cao vì nguồn thức ăn có sẵn trong thiên nhiên. Người nuôi chỉ cần đầu tư con giống, đóng lồng, thả xuống sông. Mỗi năm, hàu sẽ cho thu hoạch 2 vụ. Từng có nhiều năm kinh nghiệm đi biển, nhưng nguồn lợi hải sản đang dần cạn kiệt, khiến cho anh Nguyễn Văn Bảy phải chuyển đổi sinh kế. Với diện tích nuôi hàu khoảng gần 1.000 m², mỗi năm sau khi trừ các chi phí, anh Bảy cũng được khoảng vài trăm triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Hàu thì ăn ba cái tảo biển đồ này nọ, không mình không có tốn tiền cho ăn. Cái lợi nhuận của nó thì cũng đạt, mà nó khỏe hơn cái nghề đi biển. Bán hàu đó, nó cũng bán cũng được hơn cái lúc trước. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản chiếm giá trị cao trong sản xuất kinh tế của nhóm ngành nông lâm thủy sản của huyện Cần Giờ. Nhiều địa phương đang muốn kết hợp với việc nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái để tăng giá trị. Đây là một địa bàn sông nước cũng phù hợp với cái ngành nghề này, và chúng tôi cũng có cái định hướng là phát triển cái nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái. Đây là một cái mô hình cũng rất là tốt về cung cấp sản phẩm cho thị trường, đồng thời là đáp ứng cái nhu cầu du lịch kết hợp với du lịch cộng đồng ở trên địa bàn xã. Theo Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ, chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2014 thì diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện đạt khoảng 10.000 ha với sản lượng ước tính đạt hơn 40.100 tấn. Trong đó diện tích nuôi trồng loài nhuyễn thể và cá chỉ chiếm 200 ha, nhưng đóng góp đến 65% sản lượng. Hơn nữa, huyện Cần Giờ đang đầu tư bài bản để phát triển kinh tế biển và du lịch, nên việc nuôi trồng thủy sản tại đây cũng được kỳ vọng có nhiều tiềm năng. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với Hà Tĩnh để khám phá mô hình nuôi hàu đá tự nhiên, được người dân xây dựng với quy mô lớn trên vùng bãi bồi Cửa Sót. Được biết, hàu đá được nuôi theo phương thức hoàn toàn tự nhiên, không cần giống, không cho ăn và không dùng chất kích thích. Nghề nuôi hàu đá không khó, nhưng mà đòi hỏi người nuôi phải am hiểu về đặc tính của loài nhuyễn thể này. Thành công của mô hình đã mở ra nhiều triển vọng về đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản, từ đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình tại địa phương. Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Việt Hồng là cơ sở tiên phong xây dựng mô hình nuôi hàu đá quy mô lớn tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Quyết tâm triển khai một nghề nuôi trồng thủy sản mới trên mảnh đất quê hương, năm 2023, ông bắt tay xây dựng mô hình nuôi hàu trên quy mô 3 hectare. Đến nay thì đã cho thu hoạch với sản lượng cao. Phải chọn vùng đất để là con hàu nó sinh đẻ nhanh và nó đủ chắc lớn để bán ra thị trường. Thì lý tưởng lần đầu tiên là học cách nuôi là một dây như thế. Là 6 con trong 1 giây,
mà học của họ thì không phải học tiền nhưng mà học cả hướng đi nữa. Những năm đầu khó khăn là đã vấp váp học hỏi rồi, thì phải làm một lần nữa. Thì giờ bắt đầu lần giờ năm nay mới thành công được. Xã Mai Phụ với lợi thế có diện tích bãi bồi lớn, nguồn nước mặn lợ khá thuận lợi để triển khai mô hình nuôi hầu đá. Trong điều kiện phù hợp, hầu tự nhiên sẽ hình thành và sinh trưởng. Trong quá trình sinh sống, không cần thức ăn hỗ trợ, hầu lớn khá nhanh, tỷ lệ sống cao. Đến nay, sau hơn một năm triển khai, những chuỗi giá thể treo đầu tiên đã cho thu hoạch. Mới đây, chỉ trong vòng 2 tuần, hợp tác xã đã xuất bán ra thị trường một số lượng hầu thương phẩm, thu về trên 30 triệu đồng. Hiện bãi bồi còn khoảng 15.000 tấn, có thể thu về hàng tỷ đồng. Mặc dù mô hình mới triển khai đã cho thấy tiềm năng về nghề nuôi hầu đá trên địa bàn. Trong 2 năm qua, thì người dân Mai Phụ, đặc biệt là hợp tác xã Hồng Việt, đã trực tiếp học hỏi và triển khai nuôi thí điểm cái mô hình hầu giấy. Đây là một cái mô hình mới, hiệu quả, hết sức là hiệu quả. Và bước đầu là cho hiệu quả kinh tế rất là cao. Đặc biệt là đã giải quyết được công ăn việc làm, tạo thu nhập cho bà con cư dân ở nông thôn. Chúng tôi đánh giá đây là một trong những cái mô hình thế mạnh triển vọng của địa phương tới đây để có thể là nhân rộng trên 8 hectare đất bãi bồi của địa phương xã Mai Phụ. Hầu đá là sản phẩm sạch, hàm lượng dinh dưỡng cao, ruột chắc và đặc biệt được thị trường ưa chuộng. Để mở rộng và phát triển nghề nuôi hầu đá, rất cần đến sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như nguồn vốn ban đầu. Thành công từ mô hình nuôi hầu đá quy mô lớn của hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Việt Hồng không chỉ góp phần phát triển kinh tế ở địa phương mà còn mở ra những triển vọng trong việc đa dạng đối tượng nuôi trồng trên địa bàn Hà Tĩnh. Đây cũng là cơ sở để người dân tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế nâng cao hiệu quả sử dụng đất bãi bồi vùng mặn lợ, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tin thế giới gây chú ý. Thưa quý vị, trong hình này là chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới được chế tác bằng vàng hồng và gỗ mun đen. Nó đã được bán với giá là 24,2 triệu bảng Anh sau cuộc đấu giá ở Geneva, Thụy Sĩ. Chiếc Grandmaster Trimmer đầu tiên và duy nhất cũng có dây da cá sấu màu đen khâu tay được sản xuất bởi thương hiệu đồng hồ xa xỉ Patti Philippe. Được mua bởi một người mua bí ẩn, chiếc đồng hồ sang trọng này được tạo ra đặc biệt cho cuộc đấu giá từ thiện Only Watch năm 2019 gây quỹ cho Hiệp hội Bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne của Monaco. Grandmaster Jimmy được sản xuất bằng thép không rỉ, có hai mặt số bằng vàng hồng 18K và gỗ mun đen. Vỏ có thể đảo ngược được trang trí bằng hoa văn. Chiếc đồng hồ này có 20 chức năng trong vỏ thép không rỉ. Điều này bao gồm không dưới 5 chế độ chuông, hai trong số đó được cấp bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới. Một báo thức âm thanh đánh vào thời gian đã chọn trước và một bộ lập ngày phát theo yêu cầu. Từ bỏ một công việc văn phòng lương cao để đi làm một nghề chân tay lương thấp hơn, nếu ai đó nói ra điều này có lẽ sẽ nhận lời chê bai trách móc. Thế nhưng đối với cô gái Trung Quốc sau đây thì bỏ mặt ngoài tai những lời đàm tiếu để tiếp tục sống với lựa chọn khác thường này. Cô gái được nhắc đến họ Chu, hiện sống tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Cô gái 26 tuổi đang gây sốt trên mạng xã hội vì chấp nhận bỏ việc văn phòng lương cao để làm việc ở trang trại chăn nuôi heo. Cô Chu có bằng cử nhân văn học, cô làm việc ở trang trại nuôi heo 3 năm với mức lương 830 đô la Mỹ một tháng, khoảng 19 triệu đồng. Cô gái trẻ cho biết mức lương này không cao so với thời điểm cô còn làm nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, chưa bao giờ hối hận về quyết định bỏ việc ở thành phố để đi làm nghề nuôi heo. Cô thừa nhận, công việc nuôi heo tốn rất nhiều sức lực, phải làm việc trong môi trường không giống tưởng tượng. Bù lại, nó mang đến cảm giác thoải mái, tự do hơn nhân viên văn phòng. Với danh sắc xinh đẹp, cô Chu cũng được cộng đồng mạng mệnh danh là bảo mẫu của những chú heo. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, dập tắt đám cháy tại các nhà 3 tầng tại Bình Dương. Cứ một chuyện kể mới về Cần Thơ khám phá là kề đan lưới thơm rơm. Chuyên mục Cà phê Không Đường tiếp tục chương trình với một vấn đề gây chú ý xảy ra ở tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
Thưa quý vị, tiến độ giải phóng mặt bằng của tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ này đã bồi thường thiệt hại trên 99%. Tuy vậy, trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ vẫn còn 22 hộ dân có nhà cập hai bên tuyến quốc lộ 80 chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Cao tốc Châu Đức - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ đến thời điểm hiện tại đã tiếp nhận khoảng 100.000 mét khối cát. Tuy nhiên, tới nay vẫn gặp khó khăn do còn 22 hộ dân nằm trên quốc lộ 80 vẫn chưa chịu bàn giao mặt bằng. Là hộ dân bị ảnh hưởng, bà Hằng cho biết căn nhà của bà có diện tích khoảng 200 mét vuông và mặt bằng kiên cố nhưng chỉ được hỗ trợ gần 600 triệu đồng. Từ đó không đủ để bà đi nơi khác, cho nên bà vẫn chưa chấp nhận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Không phải tôi chống đối, nhưng mà tại vì đưa cái giá này ra thì nó chưa đủ để tôi đi đến nơi khác để tôi ở, tôi cất nhà, cất cửa thế nào đó, nó chưa thỏa đáng. Điều mong muốn là thì giờ bên cái ban quản lý bồi thường này phải bồi thường thỏa đáng, đền bù thỏa đáng cho người dân chúng tôi được đi đến cái nơi chỗ ở mới cho nó của mình yên tâm để mình sinh sống. Cho giá nhích lên chút cho dân đủ đi là được rồi, không cần dư đâu. Tại vì công trình nhà nước mà, mình là con dân nhà nước, đủ đi là mừng rồi. Nhưng mà cả năm nay chúng tôi không mừng gì được hết. Mai chờ có giá lên không, mất chờ giá lên không. Cuối cùng giá đầu tiên tới giờ cũng gan vậy luôn, không lên. Ông Trần Xuân Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh thông tin, huyện đang tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người dân và sẽ bàn giải pháp cụ thể trình Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết. Huyện tiếp tục là tuyên truyền vận động giải thích 22 hộ này, tức là trong thời gian mà chờ Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét giải quyết, Ủy ban Nhân dân thành phố là đồng ý là điều chỉnh tăng giá, thì huyện sẽ tiến hành là áp giá bổ sung và để phê duyệt để chi trả cho người dân. Còn trong trường hợp mà Ủy ban Nhân dân thành phố không đồng ý cho điều chỉnh tăng giá thì huyện cũng sẽ tiếp tục là tuyên truyền, vận động giải thích, rồi tiếp tục rà soát các cái cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải quyết tái định cư. Nếu trường hợp mình đã áp dụng đúng và đầy đủ mà người dân tiếp tục không đồng thuận nữa thì huyện sẽ là áp dụng cái biện pháp hành chính để thu hồi đất. Trước đó, vào ngày 12 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi kiểm tra cao tốc. Tại đây, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố Cần Thơ phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân, giải quyết đáp ứng quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 5. Liên tục chương trình là phần tin nóng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Mới đây, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam tại Quảng Bình xử lý thành công một quả bom được một người dân ở xã Quảng Sơn phát hiện khi đào đất làm nhà. Được biết, sau khi nhận được tin báo của người dân, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ba Đồn đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình lên phương án xử lý, tiến hành phong tỏa hiện trường, cắm biển cấm, biển báo khu vực nguy hiểm, cắt cử lực lượng canh gác 24/24, không để người dân đến khu vực có bom. Quả bom dài 1,3 m, đường kính thân 60 cm, trọng lượng 340 kg. Sau khi hội ý và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lực lượng chuyên môn đã quyết định cho di dời quả bom về kho lưu trữ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bảo đảm an toàn theo quy định. Ngày 22 tháng 5, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà trên địa bàn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu, lửa bốc lên tại căn nhà 3 tầng dùng để kinh doanh đồng hồ, điện thoại tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An. Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán, đồng thời hỗ trợ dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Lực lượng phòng cháy chữa cháy sau đó đã có mặt, điều động xe chuyên dụng đến tiếp cận hiện trường triển khai công tác dập lửa. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản cháy rụi. Liên quan đến vụ sạt lở đất khiến 3 người trong gia đình bị vùi lấp, ngày 22 tháng 5, ông Long Minh Giám, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn cho biết lực lượng chức năng đã tiếp cận được vị trí 3 nạn nhân mắc kẹt. Theo ông Long Minh Giám, ít phút sau khi vụ sạt lở xảy ra, 3 nạn nhân đã được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong. Các nạn nhân tử vong là 2 vợ chồng và 1 người con. Hiện lực lượng chức năng đang làm công tác khám nghiệm hiện trường. Chủ tịch xã Hiệp Lực cũng cho hay, thời điểm xảy ra vụ sạt lở vào 0 giờ ngày 22 tháng 5, lúc này trong nhà có 8 người, song 5 người may mắn thoát nạn, 3 người đang ngủ không biết nên bị đất vùi lấp. Ngôi nhà bị đất đá sạt lở xuống là nhà xây cấp 4.
Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 5, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk cho hay, cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tỉnh lộ 2 đoạn qua xã Prey Sap, làm 4 thanh niên tử vong. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại đường DT698 tỉnh lộ 2 thuộc địa phận xã Prey Sap, tỉnh Đắk Lắk. Vào thời điểm trên, xe máy biển số 71C25724 lưu thông theo hướng từ thành phố Buôn Ma Thuột đi huyện Krông Anna. Lúc này trên xe có hai người là anh NCV sinh năm 2003 và anh LNQ sinh năm 2008. Khi đến địa phận xã Prey Sap thì xe máy mang biển số 71C25724 bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển số 47B248584 lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe lúc này có hai nam thanh niên là anh IUA sinh năm 1999 và anh IPP sinh năm 2007. Hậu quả vụ tai nạn làm 4 nạn nhân nói trên tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chuyên mục Chuyện Nghề Mới hôm nay mời quý vị cùng đến với thành phố Cần Thơ để khám phá làng nghề đan lưới thơm rơm thuộc phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, lưới thơm rơm đa dạng mẫu mã, lưới bền chất lượng gắn bó với người dân mùa nước nổi từ bao đời nay. Vâng thưa quý vị, khi mà những cơn mưa chuyển mùa xuất hiện sau một thời gian dài khô hạn, cũng trong thời gian này, người dân ở làng nghề đan lưới đang tất bật vào vụ để chuẩn bị cho mùa mưa về. Để hiểu hơn quá trình đan lưới và lú của bà con nơi đây, mời quý vị cùng về miền Tây để khám phá nha. Những ngày này, làng nghề đan lưới lú thơm rơm thuộc phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ trở nên nhộn nhịp. Đây là thời điểm các hộ dân làm lưới chạy hết công suất để sản xuất hàng giao cho khách, phục vụ nhu cầu đánh bắt thủy sản trong mùa lũ. Làm quanh năm luôn, cái này hồi xưa là theo mùa, nhưng mà bây giờ là quanh năm. Bán bây giờ ở đâu người ta cũng tới đây người ta mua chứ, tại vì mình bán hồi nào giờ là nó có tiếng rồi đó. Lưới nó chất lượng. Cái này bây giờ hồi xưa người ta giăng lưới nhỏ, bây giờ người ta lên giăng lưới cá lớn không? 7-8 phân, 6-7 phân. Người ta giăng cá phi, cá chép rồi đó. Ông Phạm Phước Tới, chủ cơ sở đan lưới Phương, Úp Mót cho biết, khoảng một tuần nay, lượng khách mua hàng của ông tăng hơn khoảng 30% so với mọi năm. Do người dân làm nghề đánh bắt thủy sản, mùa lũ, muốn tranh thủ khai thác ngay khi có nước đổ về. Dù nhu cầu tăng cao, nhưng giá các mặt hàng vẫn ổn định không tăng. Một mạng, ba mạng, nó có hai loại. Nhưng mà 3 phân, 4 phân, 5 phân, 7 phân vậy đó, theo tháng. Thì mình làm sẵn vậy đó. Giống xứ này nó chạy 3 phân, 3 rưỡi, 4 phân, xứ khác 5 phân, 6 phân, 7 phân, cá nó lớn á. Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên, đủ hết đó. Thời điểm này, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh ngư cụ phải thuê thêm nhân công và làm việc cả ban đêm để chuẩn bị nguồn hàng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tăng cao của thị trường. Từ đó cũng đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho lao động tự do ở địa phương. Cái này làm quanh năm luôn, giống như mình hết cái mùa nước là thường cái mùa nước á, là người ta sẽ làm lú đồng, là đặt xong đồ này kia ruộng đồ đó. Rồi hết cái mùa nước nổi đó thì mình chuyển qua mình làm lú biển. Là mình làm quanh năm luôn, không nghỉ á. Thợ mà bột giỏi một ngày có khoảng 40-50 bộ á, thì ngày tầm có khoảng 230-240. Có thể thấy, nghề đan ráp lú lưới tại Cần Thơ đang ngày càng khởi sắc. Nhiều lao động ở địa phương được hỗ trợ công ăn việc làm tại nơi sinh sống. Tuy sản xuất quanh năm, nhưng mùa nước nổi về vẫn là thời điểm làng nghề hoạt động mạnh nhất. Nghề thủ công tuy giản đơn là vậy, nhưng lại có sức sống bền bỉ. Từ đôi bàn tay, những người thợ đã tạo nên bức tranh đổi mới sinh kế tại địa phương. Theo dõi những hình ảnh vừa rồi thì có thể thấy nghề đan lưới đòi hỏi người thợ phải rất tỉ mỉ, khéo léo và kiên nhẫn mới có được những tấm lưới chất lượng, chắc chắn và bền. Sản phẩm lưới thơm rơm được ưa chuộng khắp vùng miền Tây Nam Bộ và Campuchia. Đây trở thành một nghề chính nuôi sống biết bao gia đình qua nhiều thế hệ.
Và thưa quý vị, trải nghiệm thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Xuân Nghĩa và Trinh Trà chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.